Chào anh chị, em ta đến từ cục quản chứng khoán 1B. Hôm nay sẽ giới thiệu anh chị cách đặt chứng khoán lô lẻ trên phần mềm là FF4. Thì tiên đăng nhập vào phần mềm ạ. Sau đấy thì mình tìm đến cái mục là mở rộng này. Mình kéo xuống cái mục có mấy cái đồng tiền này. Mình chọn là bản chứng khoán lô lẻ. Thì đây, cái tài khoản bản chứng khoán lô lẻ thì mình yêu cầu là mình phải chuyển tiền, chuyển chứng khoán lẻ về hết đến một đấy thì mình mới bán được. Thì sau khi mà chuyển hết đến một, hiện đây nó sẽ hiện bảng cổ phiếu lẻ, mình chỉ việc chọn cổ phiếu và bán thôi, và để mình xem nó sẽ và cái giá giao dịch của lô lẻ về này, này cái giá sàn này, dịch vụ là 10% giá trị giao dịch trực tuyến từ ngày 8/7/2012, nên là khi mà mình cần tiền thì mình bán hết, còn không thì trong tương lai các cái lô chẵn 100 sẽ về lô lẻ 10 thôi, mình có thể dừng dài mình bán mãi. Ngoài ra thì công chứng khoán MB sẽ không mua thu mua cổ phiếu với banh hoặc PBS thì là công ty con này, MB Bank thì là ngân hàng mẹ, thì là không được thu mua. Còn mình ngoài ra các bạn khác thì bạn thoải mái, thì còn ngoài ra mình có thể xem phần lịch sử bán chứng lô lẻ phần bên này, mình theo dõi cái lượng chứng khoán mất bán lô lẻ. Thì thường mình bán lô lẻ thì thường nó sẽ mất thời gian là sáu đến 20 ngày ấy. Thì bên vé thường là chốt cái ngày bán là vào thường vào ngày 20 tháng ấy. Thì nếu mà mình bán ở đợt cuối tháng trước ấy, thì nó sẽ vào tận ngày 20 lên thường, thì 6 đến 20 ngày làm việc thì mình chờ hơi lâu, và cái lượng số cổ phiếu lô lẻ này nó vẫn hiện lên tài khoản, và đến khi mà mét những ngày chốt thu mua ấy, thì nó sẽ mất và cái tiền nó được trả về tài khoản của nhà đầu tư cá nhân. Đấy, thì vừa rồi em vừa giới thiệu anh chị cái cách mà là hiện bản chứng khoán lô lẻ, thì anh chị có thắc mắc thì vui lòng liên hệ em theo số 0986 44 456 Zalo để hỗ trợ cho anh chị đầu tư thành công.